Lý Tự Thất hầu tòa, nguy cơ trắng tay. Sau một năm im ắng, sắp tới đây tiên nữ đồng quê Lý Tự Thất sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 4 tháng 7. Được biết, trước đó Lý Tự Thất và phía công ty cũ có mâu thuẫn. Theo Sina đăng tin, vụ kiện của công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý thương hiệu Vô Niệm Hàng Châu và công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Tứ Xuyên Tự Thất đã có thêm một thông báo mới của tòa án. Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý thương hiệu Vô Niệm Hàng Châu là nguyên đơn. Vụ kiện sẽ được xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên ngày 4 tháng 7. Được biết, phiên tòa lần này được cho là quyết định tương lai của nữ blogger. Cô có nguy cơ mất trắng thương hiệu làm nên tên tuổi và kiếm triệu đô. Theo thống kê từ Social Blade, kênh YouTube của Lý Tự Thất từng kiếm được khoảng 157.000 đô, khoảng 3,5 tỷ đồng trong một tháng. Theo báo cáo top 100 thương hiệu Trung Quốc mới phát triển mạnh nhất năm 2021 của trang Dolphin Press, thương hiệu Lý Tự Thất xếp thứ 22. Doanh thu năm 2020 của thương hiệu là 1,6 tỷ nhân dân tệ, khoảng 249 triệu đô, tăng 300% so với năm trước. Vụ kiện giữa Lý Tự Thất và Vô Niệm Hàng Châu nổ ra từ giữa năm 2021. Theo đó, vào tháng 7 năm 2021 đến nay, tài khoản của blogger đình đám châu Á Lý Tự Thất đã ngừng xuất bản clip. Và đằng sau đó là sự tranh chấp khi vào tháng 10 năm 2021, tiên nữ đồng quê khởi kiện Vô Niệm Hàng Châu yêu cầu được chấm dứt hợp đồng nhưng không được công ty chấp thuận. Tại phiên điều trần, Lý Tự Thất mô tả mình là nô lệ trong ngành sáng tạo nội dung. Phía Lý Tự Thất cho rằng bản thân cô đã mất đi rất nhiều quyền lợi, thậm chí bị vắt kiệt sức nhưng vẫn hết lòng cống hiến trong suốt 6 năm ròng. Vì vậy, cô muốn lấy lại thương hiệu, tách khỏi Vô Niệm Hàng Châu và tự quản lý hoạt động. Trong năm 2021, Lý Tự Thất từng đã nhiều lần chia sẻ về những bế tắc trong sáng tạo nội dung cho kênh YouTube của mình, cũng như bày tỏ việc ngừng sản xuất các video khai thác với cuộc sống thôn quê. Việc ngừng sản xuất clip, tiên nữ đồng quê Lý Tự Thất đã đánh mất hơn 1 triệu người hâm mộ sau 9 tháng. Kể từ khi Lý Tự Thất ngừng cập nhật, nhiều tài khoản tự truyền thông đã sử dụng ID hoặc hình ảnh đại diện của blogger sinh năm 1990 để thu hút người hâm mộ. Kể từ đầu năm nay, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã tung ra video, trong đó họ nói, từ nay sẽ không có Lý Tự Thất nữa, chỉ có tên thật là Lý Dài Dài. ID tài khoản của những video này cũng đã sử dụng ảnh đại diện của cô khiến nhiều fan lầm tưởng đó chính là Lý Tự Thất. Cùng lúc trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc là Weibo, TikTok, Wai, Xiaohongshu tràn lan tên tài khoản lấy hình đại diện của cô cùng với cách đặt tên Lý Dài Dài với nội dung y hệt trang Lý Tự Thất. Con số tài khoản giả mạo mang tên Lý Dài Dài lên đến hơn 300. Đến ngày 30 tháng 4, Lý Tự Thất đã đưa ra một tuyên bố của luật sư nói rằng gần đây hơn 300 tài khoản đã đăng trên Douyin, Weibo, Toutiao, Xiaohongshu, Kuaishou và các nền tảng trực tuyến khác giả mạo cô và yêu cầu những tài khoản này phải xóa nội dung. Phía luật sư đại diện cho Lý Tự Thất cũng cho biết sẽ khởi kiện những tài khoản sử dụng trái phép ảnh đại diện, video, hình ảnh và các clip sáng tạo của Lý Tự Thất để kiếm thu nhập. Bản thân blogger nổi tiếng cũng khẳng định mình sẽ không bao giờ đổi tên để khiến cho những người chi tiền làm nhiễu loạn sự việc này phải thất vọng. Lý Tự Thất có tên khai sinh là Lý Dài Dài, sinh năm 1990 ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô từng sống cực khổ lang bạc khắp nơi vì gia đình nghèo khó. Năm 2012, bà nội già yếu neo đơn nên cần cô về chăm sóc. Trong thời gian ở quê, cô cùng người anh họ quay lại những công việc đời sống hàng ngày để đăng lên mạng. Năm 2016, cô được công ty nền tảng video để ý và đầu tư trở thành nhà sáng tạo nội dung tiên phong cho các clip về cuộc sống dân dã nấu ăn theo kiểu Trung Hoa, đậm chất hoài cổ. Với nguyên liệu dân dã đã giúp cô nàng trở thành một hiện tượng và được mong chờ ra từng tập ở khắp mọi nơi.